bếp hồng ngoại Fujikuk VDHC18A 2000W màu đen. Bếp được sử dụng bộ cảm biến với phím bấm chức đa năng, mang lại cho bạn một sản phẩm hiện đại và tiện dụng hơn bao giờ hết. Mặt bếp được làm bằng chất liệu ceramic cao cấp. Như bạn đã biết thì tôi có những cái video để nói về những cái mặt kính thường sử dụng trên bếp điện từ và bếp hồng ngoại rồi. Khả năng chịu nhiệt và chịu lực khá là tốt, ít bám bẩn, giúp bạn dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Bếp có sử dụng công suất lên đến 2000W cùng 5 chức độ công suất cùng 5 với mức công suất phù hợp cho việc sử dụng và từng mục đích nấu ăn. Hiển thị công suất tại thời điểm sử dụng giúp bạn rút ngắn thời gian chế biến cũng như giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Sản phẩm được trang bị chức năng hẹn giờ, khóa an toàn, tự động ngắt khi có sự cố. Với 6 chức năng nấu đã được cài đặt sẵn, bếp hồng ngoại Fujikuk giúp bạn nhanh chóng chế biến được nhiều món thức ăn hơn cho gia đình thân yêu của bạn. Và đây là một số những cái thông số sản phẩm thì các bạn có thể xem ở phần mô tả của cái video này. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hãy thực hiện những món ăn ngon miệng cho gia đình của bạn.